thành phố Hồ Chí Minh, số ca COVID-19 tử vong đang có xu hướng giảm. Các giải pháp điều trị bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu quả giảm số ca tử vong. Sáng ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo với 1.060 xã, phường, thị trấn tại 20 tỉnh, thành phố, Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong giai đoạn tăng cường thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 8, tại 23 địa phương đã ghi nhận 78.147 ca mắc. Số ca mắc mới trong cộng đồng theo ngày có xu hướng gia tăng do các địa phương hiện nay đang tăng cường xét nghiệm diện rộng, so với tuần trước đó, có 13 trên 23 địa phương có số ca mắc mới tăng. Trong đó Bình Dương tăng 1,5 lần với 14.689 ca và gấp 2 lần số mắc tăng của 12 tỉnh còn lại cộng lại, nhận định chung về tình hình dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương có số ca mắc mới vẫn ở mức cao với khoảng 50% ghi nhận tại cộng đồng và có xu hướng gia tăng do đang tăng cường thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết xu hướng tử vong tăng nhanh trong tuần từ giữa tháng 7 và cao nhất vào tuần thứ 2 và thứ 3 tháng 8 năm 2021. Xu hướng này giống nhau giữa các tầng điều trị và hiện đang có xu hướng giảm do hiệu quả bước đầu triển khai tích cực các biện pháp như triển khai gói điều trị F0 tại nhà, trạm y tế lưu động 411 trạm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ, hội chẩn, chỉ đạo chuyên môn từ trung tâm hồi sức tầng 3 xuống các bệnh viện quận huyện và bệnh viện giả chiến, vận hành các trung tâm hồi sức tầng 3 các giải pháp đã có hiệu quả giảm số ca tử vong mặc dù số ca phát hiện vẫn khá lớn cao hơn trung bình những ngày trước khi triển khai xét nghiệm diện rộng các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chu thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé